có thể lớn nhất là khu vực chuyển vui gã chân vào đây này. Mặt bằng chứ chưa có cái nằm mô đó, chắc là năm trước đó. Rồi, hai ngôi nhà đồ sộ, hai ngôi nhà mộ cũng là những cái hò tiết bằng mẹ sân sứ. Đây mô mạ như cái đồn trước cái ông bà sau này trăm tuổi nằm xuống đây cỏ đấy à. Đưa vào luôn nhà đây hoa trời đồ sộ cho mọi người. Đây khu vực nhà đi song song nhau đó, có thể là ngôi này cũng là thuộc trong những ngôi lợi nhất ở đây. Đây nhìn đến không hết được tầm mắt. Bò lên xe để trở về đó. Cạc về làm gì đó anh? Cạc về xây nhà hay đang cạc đi làm nhà hả? À hay. Đây là bằng trâu, dùng trâu để làm từng chiếc xe bằng gỗ á. Đẹp à, trâu trâu nghề trâu vậy có muốn khỏe cả gì lại cạc lắm nha gì chào bác trâu thế những cái xe cạc nó đi theo một đoàn luôn. Và vì đi trên đường ra khu vực này thì chúng tôi đã bắt gặp những hình ảnh rồi. Họ tại đi vào tới bãi biển mới thấy là những đấy, cái, bắt đầu bãi bờ biển đi ra lại đây bắt gặp những hình ảnh như thế này đây mọi người. Và những ngôi nhà thờ lớn của bà con khu vực An Bằng. Và những ngôi nhà cao lớn của bà con. Đoàn xe trâu đang đi trước mặt chúng ta đó. Những ngôi nhà làm kiến cố và cao lớn, rộng lớn. Ở đây có ngôi nhà thờ. Đây có nhà thờ chỉ đây à. Nhà thờ Thánh Tấn An Bằng. Qua về khu vực lăng mộ để người ta làm lăng. Có những cột máy đi từ ở đây có cái ngõ kiệt xuống đây thăm. Vì đi lắng mồ nhiều không bạc? Đây là thôn thôn An Bằng bạc hả? Thôn An Bằng. Xã. Dạ. Xã Vĩnh An, thôn An Bằng, xã Vĩnh An. Dạ. Và đây là thành phố Lắng mà nghe biệt danh là thành phố Lắng. Nhà bạc chắc lăng mồ cũng đẹp như đi đây chứ nữa. Dạ. Đây mình người dân đây chủ yếu làm nghề chi bạc này, làm cả không còn làm biển không? Như bạc làm biển hay làm chi? À dạ dạ. Đây là đi ở đây có Việt Kiều á. À dạ dạ, có Việt Kiều đó hả? Dạ. Nhà bên có Việt Kiều không? Dạ. Để con thăm đi của xá không? Còn mấy cái lắng đẹp của xá không biết. Sơn tối. Dạ. À dạ. Dạ. Hỏi người dân mà hỏi cho cũng còn người thôi. Ở nhà nhiều nhà ta có người đi nước ngoài nhiều á. À bà con trong dòng họ thì mới có những cái ngôi lăng mộ lớn như vậy. Đồ sộ còn cũng có nhiều nhà cũng bình thường vì họ cũng biết đây là thành phố Lăng, thành phố gọi là thành phố má, nghĩa địa đẹp nhất Việt Nam này mọi người. Và có rất là nhiều bài báo rồi, nhiều
nơi người ta nói nhắc đến những cái ngôi lăng mộ đây. À đây của bên Thiên Chúa Giáo, có biểu tượng của Đức Mẹ, Đức Chúa. Mọi người thấy cái lăng đồ sộ đó, vào lạc vào thành phố luôn. Những bức bình phong, những cái tháp, nhà bia đồ sộ. Đi và đi giữa con đường là hai bên là như cái thành phố đó. Đây, ngôi mộ, ngôi mộ lăng khủng khiếp chứ, để đi ngã nào luôn. Đi ngã đây là có thể đi ra lại. Chúng ta đi vào sâu thì chắc sẽ gặp nhiều hình ảnh, nhiều cái lăng nữa, và cũng rất là dễ lạc đường nha. Phải làm dầu lạc ra. Đây đi lên đường cát rồi, còn đường bê tông nữa. Wow. Có đường bê tông mà mưa cho nên cát nó trôi xuống. Đây vùng này thì cát trắng này, còn đi xuống dưới biển thì cát vàng, người ta mới lấy cát dưới đó lên làm xây dựng đó mọi người. Và ở biển thì người ta không có dùng xe bằng động cơ mà bằng cỗ máy của sức dùng sức trâu để kéo xe, mọi người cũng đã thấy. Ôi, ngôi mộ tiền tỷ hết đâu mọi người, đồ sộ. Không biết phía sau này còn hết đàn chim. Nó cũng nằm nhiều vùng, nhiều vùng tập trung. Còn khu vực dưới này thì hình như là rừng nè. Và cuối đường bê tông. Ta có thể quay lại. Rồi, tiếp tục về những cái ngôi lăng mộ. Đây chỉ có nhìn thôi mọi người, cũng chẳng biết bình luận cái gì. Nói chung là nhìn những cái công trình này mình thấy là được là cái bao nhiêu công sức, rồng rắn rồi công trình nhà tầng mái và bức tường đồ sộ, những cái hình ảnh kép bên xây dựng gọi là kẹp đó, rồng cuồng đó. Có những ngôi mộ mọi người thấy làm đồ sộ, hình ảnh của Quan Âm. Lăng mộ này được làm 2021 này, là năm Tân Sửu. Đây bên đây này như một cái nhà ở trong, dừng đây để vào xem hai ba ngôi này. Đây, ngoài kia gần về nhà dẫn. Có hệ thống điện đài luôn. Đây đang làm. Thầy có những cái dàn dạo người ta đang để sẵn đó. Thờ giờ này chắc nghỉ này. Đó, những bậc cấp đi lên được lạc đà này. Rồng cuồng. Trứng trù. Rồi những cái trù mọi người, trù biểu này, hai bên hai trù vào trong chuẩn bị lên đây là cộng 8 quang thì thêm
bốn cái trù lợn nữa. Rồi mình lên bờ thành phía trong. Đấy. Đây thì có một ngôi thôi mà làm rất là đồ sộ luôn, công trình đó, trù rất là nhiều trù luôn. Thêm một cái nhà bia phía sau, một tầng, hai tầng, ba tầng rất là lớn. Yeah. Kẹp kẹp từ dưới lên trên. À, ngôi mộ rất là cao. Từ nền lên có thể là gần 1m6. Trong những ngôi mà đẹp nhất đây, đường cái đoạn đường mà Dương Vui vừa đi ngang đây nha. Đây những cái kinh quỳ của những cái trụ biểu được làm những ống lân sư tử chầu với những cái trụ biểu và những câu đối. Ngôi mộ này mới được hình thành, mới làm năm 2021. Đó, đường đi lên hai bên. Rồi còn bên này là hai ngôi hai ngôi mộ có thể là của ông bà. Yeah. Hai người á, đây đi lên cái bậc cấp này hơi khó lên, à phải nhấc lên con đi, ôi khám phá đấy nha, mọi người biết thêm, đây, bước vào là hai bên hai ông sư tử, hai ông lân, sư tử rất là lớn, đây thì bên này thì được làm bằng những cái mẹ xanh. À, riêng mọi người mà lọt những cái xanh này không là đã bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức ở đây mọi người. Đó, từ dưới lên trên luôn. Đó là bức bình phong năm trước. Hai bên là hai sư tử. Châu Ngọc. Bước vào là cổng tam quan. Ồ, ba tầng. Bên có rồng châu bụng gốc. Oh. Có hình ảnh tượng Phật Quan Âm, cái này của con nhà Phật. Yeah. Đấy, vào cái cổng tam quan này, trời ơi cũng là những câu đối hai bên. À, bức bình phong được. Không chê vào đâu được luôn, cũng hở ra
nhìn những cái nhà đấy nó liền nhau, cộng tam quan nó liền nhau luôn. Sông cuồng đây là ngôi mộ mà có thể lớn nhất là khu vực chính vui gãy chân vào đây đây. Dạ cộng tam quan rất là rộng cao rộng lớn. À hai ngôi mộ hình như là chưa còn mồ mọi người, anh con mặt băng chứ chưa có cái nằm mô á, chắc là năm trước đó. Dạ yeah. Hai ngôi nhà đồ sộ, hai ngôi nhà mộ cũng là những cái hò tiết bằng mẹ sân sứ đây, đồ sộ cho mọi người đây mồ mà có thể là chưa có thứ hai vì bia cũng đang còn trống. Dạ chắc là có thể chưa làm trước đó. Dạ ở đây có những nhiều cái cách người ta làm mô mạ, người ta làm trước cái ông bà sau này trăm tuổi nằm xuống đây có để đưa vào luôn. Dạ đây qua wow, đồ sộ cho mọi người đây, khu vực nhà bia đây, hòa tiệc này thì ngồi dạng bao nhiêu ngày tháng đây, bao nhiêu là thờ công sức. Đó. Hòn phi câu đội trên ngôi lăng mộ rồng cuồng trời. Đồ sổ hết chưa? Chúng quay cũng hết được mày đâu mọi người. Cao. Wow, chà. Đó là hai người mồ sạc nhau vui tưởng đâu cọ. Mồ rồi nhưng vào đây thì chưa thấy. Nằm mô à, yeah. Song song nhau đó, có thể là ngôi này cũng là thuộc trong những ngôi lẫn nhất rồi đây. Yeah. Đây nhìn đến không hết được tầm mắt ở đây phải có máy có lái cao và máy mới coi hết được từ gì lên trên bà con mới xem rõ được. Yên vui thì còn ngước mắt nhìn đó mọi người. À. Đó là một trong những ngôi mộ đẹp nhất ở đây rồi đấy. Dạ yeah. Hy vọng mọi người biết thêm thì thành phố lăng mộ chiều nay vui ngang qua. Dạ yeah. Bao là mình mong luôn hai bên đường chúng ta đi ra thì gặp các cặp hình ảnh này. Ngôi này có thể làm lâu rồi đó. Đây, trước là một ngôi mồ có thể là hai bên hai ngôi và bên sau hai ngôi giống như một gia đình giữa là còn một cái nhà bia và 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng đó rất là nhiều kiểu đá vàng mạo mạ rồi mà đẹp nữa. Cái này làm 2016 mọi người. Đó, cách đây 5-6 năm rồi mà công trình nó còn mới cứng. Yeah. Đó, làm trước bên cạnh ngôi 2021. Đó, nhìn tổng thể từ ngoài vào mọi người biết thêm này. Rồi ngồi đi nhìn kỹ có thể cái đồ lợn của ngôi mồ này. Dạ yeah. Đó khiếp đảm chưa. Đó. Rồi để tiếp tục đi đoạn nữa coi chỗ nào có ngôi nào đẹp hơn ngôi này không trên đoạn đường mà chúng ta ngang qua chiều nay.
là nhiều. Đó, cần những ngôi mà chúng ta vừa thăm qua đây. Đây còn rất là nhiều ngôi nữa. Ôi, lội đi lên. Và bây giờ cũng khá là chiều rồi. Đó, chúng ta có thể thăm lễ biếc khu vực này thôi. Và ra đây thì không thể thiếu những ngôi nhà cũng rất chi là kiến cổ. Và yeah. Chúng ta có một vòng thăm làng quê bên có nghĩa địa, thành phố nghĩa địa lớn nhất Huế. Hy vọng mọi người bà con thấy thú vị, đi xem video kiểu vui. Dạ yeah. Xem thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ. Dạ yeah. Rồi, Yên Vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Dạ yeah. Trời mưa, mùa mưa bão thì đi đâu cũng gặp nước non đây mọi người. Có mề ra ngồi cảm lại những cái chỗ vỡ mười lăm thân đê. Ô xa nhiều kiệt, nhiều ngọ, còn là nhà cửa đẹp đẽ khang trang. Dạ chờ ngôi nhà này nó rộng mấn mong luôn, bao nhiêu là phòng luôn. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.